Liên quan đến thông tin từ báo chí Hàn Quốc đưa tin ban đầu về bắt giữ hai tiếp viên hãng hàng không Việt Nam vì vận chuyển tinh dầu cần sa, sáng ngày 7 tháng 9, ông Đinh Việt Sơn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Cục đã chỉ đạo các hãng hàng không xác minh vụ việc và sớm có báo cáo. Trước đó, đài MBC đưa tin ngày 6 tháng 9, Sở Cảnh sát Incheon, phía Tây Seoul, Hàn Quốc đã bắt giữ 2 trong số 4 thành viên phi hành đoàn của một hãng hàng không Việt Nam để điều tra hành vi buôn lậu ma túy. Hai nữ tiếp viên này bị nghi ngờ giấu cần sa dạng lỏng là tinh dầu cần sa trị giá 300 triệu won, hơn 5,4 tỷ đồng trong các hộp đựng mỹ phẩm và mang vào Hàn Quốc từ tháng 4 năm 2023. Theo kết quả điều tra của cảnh sát, hai nữ tiếp viên trên khai nhận họ đã chuyển hàng hộ từ Việt Nam sang Hàn Quốc với tiền công khoảng 68.000 won đến 150.000 won, từ khoảng 1,2 triệu đến 2,7 triệu đồng cho mỗi lần chuyển hàng. Các nữ tiếp viên cho biết họ chỉ nhận vận chuyển hàng mà hoàn toàn không biết bên trong là cần sa.